Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nhắc đến gạo sáng cù của Yên Bái, không thể không nhắc tới cánh đồng Mường Lò với diện tích lớn thứ hai vùng đất Tây Bắc. Mường Lò có nhiều điều kiện sinh thái thích hợp với sự sinh trưởng và phát triển giống lúa sáng cù, nhờ đó có năng suất cao và hương vị thơm ngon. Gạo sáng cù Mường Lò hạt to, chắc mẩy, ít bị vỡ, mang bản sắc riêng của vùng đất Yên Bái. Chính những ưu điểm này tạo nên danh tiếng gạo sáng cù Mường Lò, một đặc sản của Yên Bái. Vùng lòng chảo Mường Lò, nơi hội tụ sự tinh túy nhất của cuộc sống, được ưu ái từ thiên nhiên nên không chỉ có cảnh quan tươi đẹp mà còn có vùng đất màu mỡ, nguồn nước khí hậu thích hợp cho trồng trọt, chăn nuôi với biết bao sản vật quý giá do đồng bào nơi đây tạo ra. Trải qua các thời kỳ cho đến nay, bằng những kinh nghiệm tích lũy và áp dụng khoa học kỹ thuật từ việc sản xuất trồng trọt, nhân dân Mường Lò đã tạo nên thương hiệu riêng của vùng núi nổi tiếng bởi những loại gạo thơm ngon, đặc biệt là gạo sáng cù. Nhận thấy lợi ích về kinh tế, nhân dân Mường Lò đã gia tăng sản xuất gạo sáng cù để đáp ứng nhu cầu thị trường, giúp tăng thu nhập, ổn định đời sống. Với nhiều yếu tố nổi bật và được thị trường công nhận, gạo Mường Lò đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Trong đó, gạo sáng cù góp phần quan trọng xây dựng nên thương hiệu này. Trong cơ cấu giống lúa của Mường Lò hiện nay, sáng cù là giống lúa hàng hóa chủ lực chiếm trên 35% diện tích, có năng suất và chất lượng cao, được canh tác từ lâu và người dân có thể chủ động nguồn giống. Sản lượng lúa của cánh đồng Mường Lò đạt từ 30.000 đến 32.000 tấn một năm. Ở gạo sáng cù Yên Bái thì những năm gần đây chúng tôi đã tập trung vào xây dựng cái thương hiệu cho gạo sáng cù. Đây là gạo đặc sản cho vùng tây của Yên Bái, trong vùng xã Cái Lộ, cánh đồng Mường Lò. Thế thì cái gạo này chúng tôi hiện nay thì hiện nay đang tiêu thụ, thì chúng tôi đang tiêu thụ theo cái kênh là tiêu thụ kênh đại lý. Đại lý ở đây là mở đại lý của ở các tỉnh, các địa phương khác, vừa là giới thiệu, vừa là quảng bá cái thương hiệu gạo sáng cù của Yên Bái đến với người tiêu dùng ở các tỉnh, ít nhất là các tỉnh khu vực phía Bắc. Tuy nhiên thì cái lượng gạo sáng cù của chúng tôi thì nó vẫn còn là cái khiêm tốn, cũng chưa phải là số lượng lớn, cho nên cái việc tiêu thụ nó cũng có các cái hạn chế. Lòng chảo thị xã Nghĩa Lộ thì có cái gạo sáng cù là nổi tiếng, có chỉ dẫn địa lý được công nhận, thì cái công ty sản xuất theo cái chuỗi sản xuất liên kết với các hộ dân, trong đó là công ty cung ứng giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật bao tiêu sản phẩm cho bà con. Thì diện tích cũng vì là đặc sản, gạo đặc sản thì diện tích cấy làm hai vụ, chủ yếu là vụ mùa. Vụ mùa thì diện tích khoảng 50 ha, vụ chiêm thì 30 ha. Ngay từ năm 2009, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm sản TND do giám đốc Phạm Thị Đông thành lập đã liên kết với hơn 670 hộ nông dân sản xuất lúa sáng cù trên diện tích 30 ha tại thị xã Nghĩa Lộ. Năm 2019, sản phẩm của doanh nghiệp được đưa vào chương trình OCOP của tỉnh và đã đạt tiêu chuẩn 3 sao. Theo doanh nghiệp này, tuy số lượng đưa ra thị trường bước đầu còn thấp, chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của người tiêu dùng khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nhưng đã có mặt tại các siêu thị lớn, được người tiêu dùng đón nhận. Nguồn nước khí hậu thiên nhiên nó cũng ưu đãi cái vùng chảo, lòng chảo Nghĩa Lộ. Công ty có hướng dẫn kỹ thuật cho bà con từ phân bón, chọn chủng loại giống và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn 4 sao OCOP. Vì là cái sản lượng không được nhiều nên là cái thị trường tiêu thụ chủ yếu là ở trong nước. Để quảng bá rộng rãi hơn nữa cho loại gạo đặc sản này, thời gian qua Yên Bái đã hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương để loại gạo này đến được rộng rãi với người tiêu dùng trong cả nước. Thì tới đây thì chúng tôi cũng tiếp tục là đẩy mạnh cái việc giới thiệu và xây dựng cái thương hiệu cho gạo sáng cù, cho cái giá trị của gạo sáng cù nó sẽ nâng lên. Thế thì tới đây chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kết nối với hệ thống xúc tiến thương mại của các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía Bắc, để chúng tôi tiếp tục mở rộng cái đại lý giới thiệu và bán gạo sáng cù. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường tiêu thụ, tăng cường xây dựng hình ảnh, nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá giới thiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh như miến đao giới phiên, bưởi Đại Minh, quế Văn Yên, gạo nếp Tú Lệ, gạo sáng cù,
đến với người tiêu dùng cả nước. Đến nay, sản phẩm này đã bước đầu được thị trường đón nhận, đem lại thu nhập ổn định và hướng phát triển cho nhân dân vùng núi cao Tây Bắc này.